Xin chào các bạn, đến với kênh của Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay mình là Tuyền, Hyundai Bắc Ninh. Đứng trước mặt mình đây đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp màu đen. Thì trong video này mình xin giới thiệu đến các bạn tình hình chính sách giá cũng như là bảng hàng của Santa Fe trong tháng 10 2022, tháng 10 và tháng 11 đi ạ. Và những cái công nghệ nổi bật để các bạn có thể thấy là Santa Fe cũng là một chiếc xe xứng đáng để bán chạy nhất trong top 10 và cũng như là rất là xứng đáng khi các bạn lựa chọn. Thì tháng này bên mình về cũng tương đối là nhiều xe hơn các tháng trước. Thì các bạn bây giờ có thể đặt xe thì với một số phiên bản có thể giao ngay được như là Santa Fe máy xăng cao cấp màu đen này. Bên mình chuẩn bị về thêm dầu cao cấp trắng, dầu cao cấp màu đỏ đen, rồi Santa Fe xăng cao cấp trắng bên mình cũng nhiều trong tháng này. Về chính sách giá bán thì dĩ nhiên rồi, Santa Fe là một dòng xe hot. Từ trước hôm nay thì các bạn theo dõi thì có thể thấy là đều bị cộng giá lên. Nhưng mà tháng này chỉ cộng lên thêm một chút thôi. Và tất cả những cái xe bán tháng này thì bên mình cũng sẽ tặng cho khách hàng là phim cách nhiệt Nissan của Mỹ, bảo hành 10 năm, trải sàn da và bọc vô lăng da. Đó. Thì về cái công nghệ nổi bật của Santa Fe thì các bạn có thể thấy là ở mặt ga lăng trước có mạ chrome kèm cam 360, có cản trước cũng mạ chrome bóng sang trọng và kèm 4 cảm biến, hệ thống đèn full LED kiểu chiếu projector cho chùm sáng hội tụ rõ nét, kèm những công nghệ như là đây là cái radar kiểm soát hành trình chủ động SCC. Mà các bạn thấy là trong những cái xe của cuối năm 2021 trở về trước như là không có cái radar này. Và trên cái mặt cái nóc xe thì là có chiếc camera, đây là chiếc camera nhận diện vạch kẻ đường và những cái phương tiện như người đi bộ này, rồi những cái phương tiện xe lưu thông sẽ kèm theo những công nghệ như là hỗ trợ giữa làn, phanh cảnh báo và phanh tiền va chạm, kèm công nghệ kết hợp với cả chiếc radar SCC này thì giúp giữ khoảng cách so với xe phía trước. Cũng công nghệ trên cam 360 đó là trên gương đó là cam 360 cảnh báo điểm mù trên gương, có nhớ gương và nhớ ghế lái hai vị trí. Vào phần nội thất xe thì các bạn có thể thấy là tất cả những cái trên phiên bản của Santa Fe đều được trang bị cần số nút bấm này. Rồi trên bản cao cấp thì có thêm là làm mát ghế này, sưởi ấm ghế cho hàng ghế phía trước, sưởi vô lăng, rồi cam 360 là nút ở đây, bấm cam 360, hỗ trợ đồ đèo đó, sạc không dây chuẩn quy. Rồi trên vô lăng này thì được trang bị những cái phím bấm như là hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, ga tự động cruise control và giữ khoảng cách so với xe phía trước. Màu và đây là nhớ ghế set 1, set 2 là nhớ ghế lái và nhớ gương hai vị trí. Gương chiếu hậu bên trong xe cũng được chống chói tự động. Trên phiên bản cao cấp thì chúng ta có cửa sổ trời toàn cảnh panorama cùng rèm che nắng ở kính sau. Thì phiên bản cao cấp thì được dẫn động với hệ thống hatchback thông minh của Hyundai, đó là dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trên phiên bản dầu thì có thêm 3 chế độ lái địa hình là chế độ lái địa hình sa mạc, cát, chế độ lái địa hình trơn trượt và chế độ lái địa hình tuyết. Còn trên phiên bản cao cấp của xăng và dầu thì đều được trang bị 4 chế độ lái như chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu là Eco, rồi chế độ lái êm ái là Comfort, chế độ lái thể thao tăng tốc tốt là Power, còn chế độ lái thông minh là Smart. Thì loa của xe thì cũng được trang bị, đó là loa Harman Kardon của Mỹ đó, 10 loa Harman Kardon cho âm thanh sắc nét và rất là trung thực. Cốp của xe trên tất cả các phiên bản là đều được trang bị cốp điện kèm vị trí nhớ cốp và trông kẹt thông minh. Thì trong video này thì mình cũng xin tóm tắt như vậy. Thì các bạn xem video thì xin cho mình một like, một bình luận ở bên dưới, có thể mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn về những cái thắc mắc, và cho mình xin một share, subscribe để kênh hoàn thiện hơn.
Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.